Năm 2023 được đánh giá là một năm đầy biến động. Bên cạnh những thuận lợi lại đang xen không ít khó khăn, thách thức đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, sự tăng trưởng kinh tế của đất nước và của tỉnh Bạc Liêu. Trong bối cảnh đó, được sự hỗ trợ kịp thời của Trung ương, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đã có nhiều giải pháp linh hoạt, quyết liệt, đồng bộ, cùng với sự chung sức chung lòng của các ngành các cấp, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, nên tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Bạc Liêu đã từng bước vượt qua khó khăn, tiếp tục có bước tăng trưởng tốt trong năm qua. Năm 2023, không ai có thể phủ nhận cục diện khó khăn chung bởi những tác động tiêu cực của xã hội làm ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, không loại trừ nước ta và cả tỉnh Bạc Liêu. Chính vì vậy, việc tập trung dồn sức, quyết tâm tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, giữ vững tăng trưởng và ổn định xã hội là mục tiêu ưu tiên hàng đầu mà tỉnh Bạc Liêu đã đặt ra ngay từ đầu năm. Để thực hiện tốt mục tiêu đã hoạch định, tỉnh đã tăng cường các giải pháp thu hút đầu tư từ nhiều nguồn lực, đồng thời vận dụng một cách linh hoạt các chủ trương, chính sách, quy định của nhà nước trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi các dự án xây dựng cơ bản, xúc tiến hỗ trợ kịp thời việc thực hiện các thủ tục đầu tư cho các nhà đầu tư khi đến với bạc liêu. Đến nay, một số dự án đầu tư công về xây dựng đường giao thông, nâng cấp, cải tạo công trình đô thị, các hạng mục dự án thủy lợi, đầu tư hạ tầng dùng nuôi tôm công nghiệp đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Bạc Liêu cũng đã thu hút nhiều dự án tập trung vào năm lĩnh vực trụ cột của tỉnh như các dự án năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao, nhà ở, thương mại dịch vụ. Tỉnh hiện có 8 nhà máy điện gió với tổng công suất gần 470 MW, đưa Bạc Liêu trở thành trung tâm điện gió của vùng đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ ba trong cả nước. Dự án nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao và nhà máy chế biến thủy sản của tập đoàn Việt Úc đã đi vào hoạt động. Các dự án công trình trên đã góp phần nâng tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội của tỉnh năm 2023 ước đạt hơn 39.700 tỷ đồng, tăng hơn 13,6% so với năm 2022 và cao nhất từ trước đến nay. Kết thúc năm 2023, Bạc Liêu tiếp tục giữ vững định hướng, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đã đề ra, với tổng sản phẩm trong tỉnh GDP đạt gần 34,5 ngàn tỷ đồng, tăng 7,24% so với năm 2022, xếp thứ 5 trên 13 tỉnh, thành phố, dù đồng bằng sông Cửu Long cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng công nghiệp dịch vụ, góp phần đưa sản phẩm GRDP bình quân đầu người trong năm đạt hơn 66 triệu đồng một người một năm. Trong thời khắc đón chào năm mới 2024, chúng ta có quyền tự hào rằng Bạc Liêu đã hoàn thành và dược nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm qua. Năm 2023 đã qua đi với nhiều khó khăn và thách thức, song được sự hỗ trợ kịp thời của Trung ương Cùng với sự quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nên Bạc Liêu đã đạt được nhiều thành quả rất khả quan và rất đáng tự hào. Trong đó, đã hoàn thành đạt và vượt 18 trên 21 chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Năm 2023, nhiều lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của tỉnh tiếp tục đổi mới theo xu thế hiện đại. Điển hình là lĩnh vực nông nghiệp, dù còn nhiều khó khăn song với sự tháo gỡ kịp thời ổn định sản xuất đã đưa tổng sản lượng lúa đạt hơn 1.229.000 tấn, đạt hơn 102% so với kế hoạch. Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt hơn 507.000 tấn, tăng hơn 16% so với năm 2022. Để đạt kết quả này, ngay từ đầu năm, ngành nông nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ hướng đến một quy trình sản xuất có tính liên kết chặt chẽ giữa kênh sản xuất với kênh tiêu thụ định hướng cho nông dân sản xuất ra nông sản hàng hóa mà thị trường đang có nhu cầu, gắn với sự đỡ đầu tạo kênh phân phối của các doanh nghiệp. Trong quá trình xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng đã hiểu được, đã thấy được cái tầm quan trọng quá trình liên kết, bao tiêu, tổ chức sản xuất theo kinh tế hợp tác hợp tác xã. Do vậy năm rồi là đã xây dựng được thêm nhiều cánh đồng lớn và đồng thời trong quá trình tổ chức sản xuất thì mình ứng dụng khoa học kỹ thuật cũng chính qua kinh tế hợp tác hợp tác xã đội ngũ chuyên gia công tác khuyến nông làm có hiệu quả cho nên là càng ngày thấy rõ hơn cái bức tranh trong quá trình tổ chức sản xuất của tập thể của kinh tế hợp tác thực hiện được cái thông điệp ngành nông nghiệp bộ trưởng bộ nông nghiệp đã đề cập là làm kinh tế nông nghiệp chứ không phải sản xuất manh mún nhỏ lẻ nữa do vậy cái phong trào lan tỏa trong dân trong người dân của mình đã làm cái này là khá đẹp. điển hình nhất là như phước long hồng dân thị xã giá gai là một những giờ đơn vị có cái điểm sáng trong quá trình sản xuất của năm vừa rồi. Năm qua, lĩnh vực công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao với chỉ số phát triển ước tăng hơn 9% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 76.130 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch, tăng trên 20% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ, đạt 100% kế hoạch, tăng hơn 17% so với cùng kỳ. Cùng với đó, công tác thu hút đầu tư và hoạt động du lịch đạt nhiều kết quả khả quan, Tỉnh đã tạo điều kiện cho 400 doanh nghiệp đăng ký mới với số vốn đăng ký 1.800 tỷ đồng, cấp mới 3 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, 2 quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký 192 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã thu hút đầu tư được 196 dự án, gồm 180 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư là hơn 63.129 tỷ đồng và 16 dự án nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư là 4 tỷ 509 triệu đô la Mỹ. Nhiều dự án phục vụ du lịch đã hoàn thành đưa vào khai thác. Trong năm, doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt 3.750 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ, đón tiếp khoảng 4 triệu 260 000 lượt khách du lịch, tăng 10,5% so với năm trước. Các cái cơ chế chính sách đầu tư về du lịch được tỉnh chú trọng đặc biệt là về đất đai, về thế, rồi doanh nghiệp du lịch thì được tạo điều kiện để các doanh nghiệp du lịch là tiếp cận được với cái nguồn vốn nguồn vốn của ngân hàng và rút ngắn các cái thủ tục hành chính đó là trong thời gian tới thì sở văn hóa tiếp tục tham mưu cho ủy ban dân tỉnh, trình hội đồng dân tỉnh ban hành một số các cơ chế chính sách đặc thù để hỗ trợ cho doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh bạc liêu và các đặc biệt là các doanh nghiệp đến bạc liêu đầu tư về lĩnh vực du lịch. Năm 2023, đảng bộ, chính quyền cùng nhân dân bạc liêu quyết tâm chung sức đồng lòng vượt khó và đã gặt hái thành tựu đáng tự hào bởi đó không chỉ phát triển về kinh tế mà công tác giáo dục, an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân đã được quan tâm đúng mức. Với phong trào thi đua vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau, tỉnh đã chi cho lĩnh vực an sinh xã hội hơn 62 tỷ đồng. Bạc Liêu không còn hộ chính sách thuộc diện nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 2,19%. trăm em cũng mừng tại vì hồi đó giờ ở nhà trời mưa sợ nó dột rồi giờ có nhà mới rồi cũng mừng, mừng cũng cảm ơn mọi người giúp đỡ cho em Bên cạnh đó, năm 2023, Bạc Liêu thu ngân sách nhà nước hơn 4.000 tỷ đồng, đạt 110% so với dự toán. Những thành tựu đạt được là do Bạc Liêu biết nắm bắt thời cơ, triển khai kịp thời đồng bộ các giải pháp hỗ trợ của Trung ương, cùng với đó là sự chỉ đạo sâu sát của tỉnh ủy, sự điều hành quyết liệt của Ủy ban dân tỉnh, của các cấp các ngành và sự đồng tâm hiệp lực của nhân dân. Đây chính là nền tảng là tiền đề góp phần hình thành thế chủ động để tỉnh vững tin vượt qua những khó khăn thách thức, đón nhận thời cơ mới, dần hội mới. Rồi đây, Bạc Liêu sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong năm mới 2024 và những năm tiếp theo, đưa tỉnh nhanh chóng phát triển ngang bằng với các tỉnh thành trong khu vực và cả nước. Đời sống của nhân dân ngày càng ấm no, sung túc.